Nên là khi chúng ta chơi này, chúng ta biết kết hợp giữa cả ép dây và móc dây, nó sẽ tạo ra được hai cái bè chạy khác nhau. Ví dụ là bài rô măng này, chúng ta chơi giai điệu nhá, chúng ta sẽ chơi kiểu này. Nếu như chúng ta chỉ móc dây, tức là làm sao móc dây là gì? Gẩy vào dây đàn ấy và ngón tay dừng ở ngoài không khí thì nó sẽ như thế này này. Dừng ở ngoài không khí thì nghe nó rất là gọi là nó bị chìm. Nhưng khi chúng ta ép này, chúng ta chỉ dùng một ngón là chúng ta ép, và chúng ta ép vào dây số 1 và dừng ở dây số 2 thì nó thành thế này. Đúng không? Và khi chúng ta kết hợp cả hai kỹ thuật ép dây và móc dây ấy, nó sẽ tạo ra hai bè. Một là cái bè đệm, bè bát này và bè trung. Và cái bè giai điệu chúng ta ép ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra được hai bè nó song song, nó đi với nhau, nó tạo ra một sắc thái của cả một bài.